Chào mọi người, mình là Trung bên kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay cần câu, hai dục cần câu đây cho mọi người lựa chọn nhé. Đây, quay sơ qua cho mọi người nhìn xem, lướt qua xem có được cây nào ưng ý rồi chờ đợi, còn nếu mà cảm thấy không ưng ý thì chờ những video sau nhé. Đấy. Rồi, đầu tiên là một cây cần rút mini thế này đây. Đây, cây này thì hiện tại là mình không thấy cái chữ gì cả này, tóc cái tay như này rồi, nên là không biết của cái hãng gì nhá. Cần này thì cần phíp, cần rút phíp nhá. Cần này thì độ mới của nó khoảng cỡ 75% nha mọi người. Đây, dàn phan này. Đây. Đọt này. Đây. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn. Nó có 6 đoạn tất cả nha mọi người. 6 đoạn tất cả. Cần số 1 này dài 2m3, thu vào ngắn nhất là 53cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 2,4 ly, cân nặng là 180g. Số 1 140.000. Số 1 140.000 nha mọi người. Tiếp theo là cái cần số 2, cũng thuộc dạng cần rút mini đấy. Đấy, cần là Bass Fuji luôn này. Cái cần này thì dạng cũng này, cái hãng của nó đây đấy nha mọi người. Cần này chất liệu cũng phíp, dàn phan của nó này đấy, phan cũng khá là đẹp. Ngoại hình con này khoảng cỡ 70% nha mọi người. Đó. 2, 3, 4, 5, 6. Cần này cũng 6 đoạn. Đó. 6 đoạn. Đây. Cần dài 2m4, thu vào ngắn nhất là 52cm, đường kính đọc đỉnh là 1,8 ly, cân nặng là 160g. Đây. Cần này là số 2, 220.000 nha mọi người. Số 3 đây là cái cần này, cái cần 3 đoạn này. Cần này thì hiện tại không thấy chữ nữa, mình không biết cái hãng gì nha mọi người. Cái cần này thì chất liệu của nó là bằng thấy như bằng nhựa cao cấp á. Đây, nó 3 đoạn thế này, dàn phan còn ok nha mọi người, phan còn ok đấy, đọt này đấy. Bát này, bát vặn nha mọi người. Rồi, cái cần này dài 2m4, thu vào ngắn nhất của nó là 85cm, đường kính đọc đỉnh là 2,4 ly, cân nặng là 320g. Cái cần này số 3 160.000. Số 3 160.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 4 là cái cần 2 đoạn thế này. Đấy. Mình coi luôn. Đấy. Bát này, Fuji này. Đấy. Xem cái cần này hãng gì. Đây, cần lua. Này. Lua. Cái này hàng China xuất Nhật nha mọi người. XZ10 đây. Đây, lua này, thông số của nó này. Đấy. Đấy. Cần này còn đẹp. Còn 90-95% nha mọi người, rất là đẹp. Đấy, cần rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Ok. Đấy, cái cần này chất liệu cũng phíp thôi. Đấy. À, cũng đọc. Cần này dài 2,5m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,27
ly, cân nặng là 180 g, đường kính độc đỉnh của nó là 1,8 ly nhé. Đây. Cái cần này, cái cần số số 4. Cần là bán 500. Số 4 500. Tiếp theo số 5 là cái cần này. Đây qua, cái cần hai đoạn đây qua. Đấy, cần hai đoạn đây qua nha mọi người. Này. Đây qua. Đấy. Này. Đọt khá là to. Đấy. Này. Máy khoan còn ok nha mọi người. Khoan còn ok. Bát vặn này. Đấy. Ngoại hình của cây này 90-95% ấy. Đấy. Rất là đẹp. Còn trong bao này rất là đẹp nha mọi người. Đây. Cần này dài 3 mét đúng không? Dài 1m8 nha mọi người. Dài 1m8. Thu vào ngắn nhất của nó là 94 cm, đường kính độc đỉnh của nó là 4 ly, cân nặng của nó là 400 g nha mọi người. 400 g. Cần này chất liệu là cái gì ta, phíp hay là cái gì đây? Đó. Phíp. Cần này phíp nha mọi người. Đó. Cần đây qua một cái túi bạc này. Cái cần này cần số số 5. À, cần này giá 300 nha mọi người. Nào, 300. Tiếp theo là cái cần rút. Cần rút đai qua. Đây nha mọi người. Đây, ngoại hình con này khoảng cỡ 55%. Đấy. Cần rút đai qua, chất liệu của nó là cần phíp nha mọi người. Này. Cắt đây. Này, này mắc đá rồi này. Mắc đá thì chắc sẽ nứt đây. Này còn đá mà bị nứt này. Đấy. Rồi, đây có mấy đoạn. 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn nha mọi người. Cần có tất cả 5 đoạn. 3. Không, cần này 4 đoạn nha mọi người. 4 đoạn nha mọi người. Cần này 4 đoạn. Dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m07, cân nặng của nó 460 g, đường kính độc đỉnh của nó là 2,5 ly nha mọi người. Số 6. Đây, cái cần này bán 140. 140 nha mọi người. Tiếp theo. Cái cần này. NFT nha mọi người, cần NFT. Đấy. Bát Fuji này. Fuji FX7 này. Đấy. Cần này chất liệu phíp nha mọi người, cần rút. Cần rút chất liệu phíp. Đấy. Đọt học này. Đấy. Khoan này. Khoan nứt nứt này, mắc đá này. Đây, cái này nứt này. Cái này chắc cũng nứt rồi. Đây, đá. Mọi người về có thể sửa chữa hoặc là thay mới gì đó. Đây. Đây. 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn nha mọi người. Lần này còn 4 đoạn. Đây. Cần này dài 3m7, thu vào ngắn nhất của nó là 1m06, cân nặng là 320 g, đường kính độc đỉnh của nó là 2,3 ly. Cây này số 7. Số 7. Giá 150. Cần này ngoại hình của nó cũng được, cái độ đẹp của nó cũng khoảng 75% nha mọi người. Tiếp theo là một cây cần rút hiệu đây.
Eco Club. Đây. Căn này căn phíp nha mọi người, căn phíp. Này. Bát thường. Này. Căn này thì ngoại hình của nó khoảng 70%. Này, dàn fan của nó đây. Đấy, fan kim loại còn đá. Ok. Coi bao nhiêu đoạn này. 1 2 3 4 5 5 đoạn tất cả. 5 đoạn tất cả. Cái căn này dài 4.3. Căn này dài 4.3, thu vào ngắn ngắt của nó là 1.04. Đường kính đọc đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng của nó 280 g. Đây. Giá tiền. Cái này số 8, 270.000. Số 8, 270.000 cho mọi người. Tiếp theo. À, cái cần số 9. Cái cần này thì hiệu gì thì không biết, nó bạc rồi. Đây. Ngồi bát thì nhìn thấy bát Fuji là biết hàng của hàng hiệu đây. Fuji. Đây, FS6 này. Đấy. Cần rút nha mọi người. Chất liệu là phíp. Này, dàn phan. Phan bạc. Hư dụng cơ số đây. Này, nứt hư đá này. Đấy. Rồi. Mọi người coi nhé. Đây. Rồi. 1 2 3 đoạn. 4 đoạn. 5 đoạn. 5 đoạn nha mọi người. Cần có 5 đoạn. À, dài 4.5 m, thu vào ngắn ngắt của nó là 1.03 m. Cân nặng là 280 g, đường kính đọc đỉnh là 2,2 ly. Đấy. Đây, mình uống cái đọc nữa. Thử nhiều quá quay. Đấy. Cần này số số 9. Là số 9 mình bán 130.000. Ngoại hình con này thì khoảng cỡ 55%, độ màu sơn nữa. Tiếp theo, đây, cần số 10. Đây, số 10. Đây, hãng này đây. Đây, cần số 10 của thằng Suzumi nha mọi người. Suzumi. Đấy, này. Cần rút Suzumi. Chất liệu này không biết carbon nó phíp nữa, mình cho là phíp đi nha mọi người. Này. Dàn phan của nó này. Độ mới của cái cần này cũng 85% trở lên nha mọi người. 85% trở lên. Bát Fuji FS6 này. Dàn phan này. Đang nhìn mới đẹp này. Đấy. Chỉ hơi dính bụi bẩn thôi, cái này về vệ sinh nó sạch này. Đấy. Ok. 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn tất cả nha mọi người. Càng này 3 đoạn. Đấy, càng 3 đoạn. À, dài 2.4 m, thu vào ngắn nhất là 88 cm. Đường kính đọc đỉnh của nó là 2,2 ly, cân nặng 120 g. Càng số 10. Thì càng là 250. Số 10, 250.000 nha mọi người. Số 11 tiếp tục là một cây cần rút. Cần rút Olympic. Này. Rút Olympic chất liệu là phíp. À, độ mới của nó là khoảng 65% nha mọi người. 65%. Đây. Fan thì bạc hơi. Đấy. Đó, như thế. Bể nứt này. Đấy. Cái phần fan đây chắc phải thay lại. Đây. Còn cái đọc thì ok. Đây mọi người, nó có 3 đoạn nha mọi người. 3 đoạn. Cần dài 2.7 m, thu vào ngắn nhất của nó là 98 cm. Đường kính
đường kính của cái độc đỉnh là 2,5 ly, còn cân nặng là 200 g. Giá bán của nó là 140. Số 11. 140.000. Mà 140.000 nha mọi người. Số 12, đây là cần này. Cần này thì thuộc dạng là cần tay trợ máy. Đấy, cần tay trợ máy. Cần này thì hiện tại mình cũng không thấy là cái tay ở đâu nên là mình cũng không rõ là hãng gì. Đây này, đọc này, khoảng này. Đó, cọc phan cần tay trợ máy đâu. Đấy. Một đoạn. Hai đoạn. Ba đoạn. 4 đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn. Những cần tay trợ máy này mọi người biết rồi. Đây, như chỗ này là cái đoạn phan nó mắc này. Đây, mắc một cái phan không cọc này. Hai cái này. Đây, chỗ này thì có. Hai cái. Đấy. Ba cái này. Cái phan này dễ thôi mọi người, phan thép này mọi người tự làm được nha mọi người. Đấy. Ba cái, mắc ba cái đầu phan. Đấy. Bát Fuji này. FS6 này. Đấy. Dài 5m3, thu vào ngắn nhất của nó là 1m05, cân nặng là 420 g, đường kính độc đỉnh là 0,8 ly. Đấy. Đây này cây số 12. Giá 270.000. Nha, 270.000 cho mọi người. Tiếp theo, cây số 13 cũng là một cây cần tay trợ máy Bát Fuji FS5. Của hãng gì thì mình không biết. Đây, chữ đây. Có hai đoạn như thế này cho mọi người, hai đoạn như thế này thôi. Đấy. Phan thì còn ok. Đấy, dàn phan cọc còn ok. Đấy. Rồi. Cái cần này dài 2m1, thu vào ngắn nhất của nó là 1m15, cân nặng là 100 g. Đường kính độc đỉnh là 0,7 ly, rất là mảnh nhá. Cây này cây số 13, 250.000. 13, 250.000 nha mọi người. Tiếp theo là một ít cây cần tay. Này, tiếng mà, cây này. Không biết hiệu gì đây ta. Này, mọi người coi nhé. Này, không biết hiệu gì. Cần tay, cần... cần tay cần rút nha mọi người, cần rút tay. Đấy. Không có máy đâu, cần này cần phíp, độ mới của nó khoảng cỡ 65%. Đấy, mới khoảng 65%. Này, đọt là mảnh này. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, nó có bốn đoạn tất cả nha mọi người. Cần tay thì không có gì để nói nhiều. Đây, đọc thông số là chủ yếu thôi. Đây, dài 3m6, thu vào ngắn nhất là 1m. À, cân nặng của nó 160 g, còn đường kính độc đỉnh của nó 0,8 ly, giá của nó là 130. Cây số 14. 14. 130.000. 130.000. Đấy. mười lăm lại một cây cần hãng đây, cần này chất liệu là phíp nha mọi người, cần tay rút. Đấy, cần tay rút này. Đấy. Đọc này như là nó có bị cả một tí chỗ này thôi, không sao cả. Đấy. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn nha mọi người, có tất cả bốn đoạn. Cái cần này thì mình đo lại là nó dài khoảng 36 nha mọi người, chỉ gãi một tí thôi, vài phân thôi.
36. Thu gọn ngắn nhất của nó là 1m01. Đấy. Chiều dài cân nặng của nó là 110g. Đường kính đột đỉnh của nó là 0,9 ly nhé. Đấy. Đây là cây số 15 80. Mười sáu tiếp tục là một cây cần tay, hiệu của nó đây, đây cần tay, thằng này chất liệu là fit nha mọi người, ngoại hình của nó khoảng cỡ 75 trên 80% chứ không phải 75 đâu, rất là đẹp. Đây. Đây. 2 3 4 5, nó có 5 lóng. Đấy. 5 lóng tất cả nhé. Ghi hình 5 đoạn vậy. Đây. Dài 5m4, thu gọn ngắn nhất của nó là 1m09, cân nặng là 210g, đường kính đột đỉnh là 0,85 ly. Con này số 16. 180. 180.000 nha mọi người. Tiếp theo cây số 17 cũng là cây cần tay luôn này, nó có cái tay như thế này này, ngoại hình, ngoại hình của cây này thì 75% nha mọi người, 75% đấy. Một đoạn, hai đoạn, cần này có tất cả 3 đoạn nha mọi người, 3 đoạn này, có nó có dán keo, không biết có nứt đồ gì chỗ này không, mình thấy có lớp keo đây. Đấy. Cây này cây số đây, cây này dài 3m, thu và ngắn nhất của nó là 1m07, đường kính đột đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng là 80g. Giá thành cây này số 17 là mình bán 80. Rồi 80. Tiếp theo là cái cần này, cần Ryobi cho mọi người, cái cần tay Ryobi made in Korea này. Này, chất liệu là fit nha mọi người, ngoại hình của nó 85%, cỡ khoảng 85% này. Đoạn, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn tất cả đấy. Nó dài 4m, thu vào ngắn nhất là 1m03, đường kính độc đỉnh của nó là 0,6 ly, cân nặng là 200g. Số 18. Số 18 này 180.000 nha mọi người. 180.000. 180.000 nha mọi người. Đây. Số 19 là một cây cần tay, cũng không có bị mắc chữ ra, nó có cái tay nào nên mình cũng không rõ là nó của hãng gì, cần này cần phíp nha mọi người, cần phíp, cần rút phíp. Đấy. Đọc của nó này. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 đoạn. Nó có 8 đoạn tất cả. Nó có 8 đoạn tất cả đây. Chiều dài của nó 5m7, thu gọn ngắn nhất của nó là 88cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 0,8 mm, cân nặng là 380g. Đây. Số 19, giá 200. Nha mọi người. Tiếp theo. Rồi. Số 20 là một cây cần tay, cũng mất cái tem rồi nên là mình không rõ là nó của hãng gì. Đây, cần này cần phíp, cần rút nha, cần tay rút. Đây. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn, bảy đoạn, tám đoạn, chín đoạn. Nó chín đoạn tất cả nha mọi người.
nó có 9 đoạn. Đây, cần này thì ngoại hình của nó khoảng cỡ 60%. Đấy, 60% nha mọi người. Đây, dài 4,5 m, thu vào ngắn nhất của nó là 60 cm. Đường kính đọt đỉnh của nó là 0,9 ly, cân nặng là 300 g. Số 20. Cái này bán 150.000. 150.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hôm nay thì mình cũng có 20 cái cần nữa là thôi. Mọi người mua hàng thì liên hệ giùm mình số điện thoại bán hàng đó là 0854901. Không quay. 0786 nha mọi người. À, đọc lại này, 0786 555 99. Mình ở Đà Nẵng. À, hàng đồ cao thì mình sẽ ship code. Đơn hàng trên 200.000 thì mình mới ship nha mọi người. Đấy. Và một điều nữa là mọi người nhận hàng thì phải mở ra kiểm tra hàng xong rồi mới nhận hàng trả tiền nha mọi người. Để tránh trường hợp là nhận hàng về nhà rồi mở ra rồi mới báo gãy hỏng thì mà lúc đó mình không có làm việc được với bên vận chuyển. Mọi người phải báo cho mình trực tiếp ngay lúc đấy luôn để cho mình làm việc với bên vận chuyển để người ta làm phát sinh hoặc bồi thường tiền cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.